Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Team I Do phần C Classic nha. Rồi ở đây là chủ đề này, time table, English, math, literature, history, geography, môn địa lý. Rồi viết các ngày trong tuần này, Friday, đây là Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, bước hết mực rồi. Thursday, rồi Saturday, rồi Sunday. Đó. Rồi đặt tiếng nhấn trọng âm này. Geography nhấn âm 2, History nhấn âm 1, Literature nhấn âm 1, English nhấn âm 1, Hard Work nhấn âm 1, Wednesday nhấn âm 1, Soccer nhấn âm 1, Volleyball nhấn âm 1, Routine nhấn âm 2, Timetable nhấn âm 1, Music nhấn âm 1, Today nhấn âm 2. Ok, Today. Rồi điền vào giới từ in on us này. Nhớ, in cộng với tháng, in cộng với năm, in cộng với mùa. In the morning, in the afternoon, in the evening là sẽ in. On cộng với thứ, on cộng với ngày tháng năm, có ngày có tháng sẽ on. Ok, on Christmas, on weekend. At thì cộng với thời gian, rồi chúng ta làm bài. Monday chúng ta sẽ on, lớp mới chúng ta sẽ in. At cộng với thời gian, in the afternoon, lê lợi sẽ đường, đường sẽ on, thời gian sẽ at. Trên giá sách, quyển sách trên giá sách ở bên trên là sẽ on. Saturday thì chúng ta sẽ on luôn. Lay sẽ đi với for nha các bạn. Từ 7:30 cho tới sáng vào ngày chủ nhật là on này. Đó. Up, in. Ok, very good.